Chào mừng các bạn đến với bài học guitar số 4 được phát trên New Song Channel. Bài học hôm nay chúng ta sẽ đến với điệu cello. Điệu cello được hình thành bởi những hình nốt móc đơn và móc đôi. Các bạn có thể đếm 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và để dễ hơn thì chúng ta có thể ghi nhớ hình móc đơn là chúng ta sẽ đánh chiều xuống, và hai hình móc đôi là chúng ta sẽ đánh chiều xuống và chiều lên. Tôi sẽ làm lại. 1 và 2 và 3 và 4. Đơn, đôi, đôi, đơn. Đôi, đôi, đơn. Đôi, đôi, đơn. Các bạn đừng quên, khi chúng ta tập bài tập này thì chúng ta phải đếm nhịp. Và chân của chúng ta sẽ nhấn vào nhịp 1, 2, 3, 4 để chúng ta có thể đảm bảo được chu kỳ của cái điệu này. Nhịp 4, 4. Tay phải của chúng ta bắt đầu tập thì tay trái của chúng ta phải mute để tránh những tạp âm xảy ra. Chúng ta sẽ bắt đầu. Và cứ thế chúng ta tăng dần tempo lên. Sau khi tốt rồi, chúng ta sẽ áp dụng vào trong hợp âm. Hợp âm son trưởng, hợp âm rê trưởng, hợp âm đô trưởng, hợp âm la thứ, hợp âm rê bảy. Tôi ao ước rằng khi chúng ta tập bài tập này thì cũng là cơ hội để chúng ta cùng thờ phượng Chúa. Và có những cái sự khó khăn mà chúng ta không vượt qua được, nhưng mà chúng ta cứ để cho tâm trí của chúng ta được tự do đến với Chúa trong những cái bài tập của mình. Vì trong Côrintô nhì đoạn 3 câu 17, lời Chúa cho chúng ta biết rằng vả Chúa tức là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do ở đó. Cho nên chúng ta tập dượt, nhưng lòng của chúng ta cũng được tự do để Chúa Ngài sẽ giúp cho chúng ta vượt qua hết tất cả những sự khó khăn. Xin Chúa ban phước cho sự tập dượt của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học lần tới.